Giáo sư Vũ Quốc Thúc qua đời ngày 22 tháng 11 năm 2021 tại Paris, nước Pháp, hưởng đại thọ 101 tuổi. Giáo sư Sadi để lại tiếc thương muôn vàng cho gia đình, con cháu cùng hàng chục ngàn môn sinh luật khoa trên khắp thế giới. Thánh lễ cầu nguyện cho giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc đã diễn ra vào ngày 25 tây tháng 11 năm 2021 tại giáo xứ Việt Nam và lễ hỏa táng vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 tại Paris. Giáo sư Vũ Quốc Thúc, tiến sĩ luật, thạc sĩ Đại học Kinh tế Pháp, là một vị thầy đáng kính, một chuyên viên kinh tế lỗi lạc và là một chính khách yêu nước. Giáo sư đã dành hết thời gian của đời mình cho việc giáo dục nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước. Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Việt Nam và Pháp Quốc. Một số các giáo sư trường luật trước năm 1975 và hầu hết các tiến sĩ luật, các thẩm phán, luật sư và hàng chục ngàn sinh viên luật Việt Nam trước đây đều là môn sinh của giáo sư. Ngoài công việc giảng huấn, giáo sư Vũ Quốc Thúc từng giữ một số chức vụ chính trị và kinh tế cao cấp như Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia, Cố vấn Phụ Tổng thống, Quốc vụ Khanh đặc trách tái thiết và phát triển. Ông là đồng tác giả phúc trình Stanley Vũ Quốc Thúc 1961 và phúc trình Lilienthal Vũ Quốc Thúc 1968. Giáo sư Vũ Quốc Thúc thọ 101 tuổi, là nhân chứng giá trị cho những biến chuyển quan trọng xảy ra tại Việt Nam. Vào những năm cuối đời, giáo sư đã viết một bộ sách gồm 2 cuốn rất giá trị. Cuốn thứ nhất, Nhìn lại 100 năm lịch sử, và cuốn thứ hai, Đời tôi trải qua các thời biến. Để cầu nguyện cho người thầy đáng kính tại Hoa Kỳ, vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, 8 tháng Giêng năm 2022, tại nhà thờ Our Lady of Refuge, tọa lạc tại số 2165 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, thánh lễ cầu nguyện cho giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc đã được Gia đình Luật Khoa Bắc Cali tổ chức một cách trang trọng. Dù với những giới hạn của chính quyền địa phương áp dụng trong mùa đại dịch Covid-19 với biến thể Omicron đang lây lan rất mạnh, đã có gần 80 người tham dự. Buổi thánh lễ cầu nguyện cho giáo sư Vũ Quốc Thúc kết thúc lúc 11 giờ sáng cùng ngày. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chi tiết của buổi lễ. Chúng tôi xin được sơ lược về tiểu sử của vị giáo sư khả kính này. Ông sinh ngày 5 tháng 8 năm 1920 tại Nam Định, miền Bắc Việt Nam, trong một gia đình khoa bảng. Ông đọc cử nhân luật tại Hà Nội năm 1942. Sau đó, ông du học Pháp Quốc, lần lượt lấy bằng tiến sĩ luật năm 1950 và thạc sĩ kinh tế năm 1952. Lúc đó, ông vừa được 32 tuổi. Trong lĩnh vực chính trị, ông tham gia chính quyền quốc gia Việt Nam và sau đó là Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ quốc gia từ thập niên 1950 đến 1975 như sau: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên thời chính phủ Vũ Lộc, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Cố vấn Tổng thống Ngô Đình Diệm, Quốc vụ Khanh đặc trách tái thiết hậu chiến thời Đệ Nhị Cộng Hòa khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chấp chánh cho đến cuối năm 1971. Trong lĩnh vực giáo dục, năm 1953-1954, ông là phó khoa trưởng và dạy trường luật tại Hà Nội. Từ năm 1954 đến năm 1975, ông dạy trường luật Sài Gòn và đảm nhận chức vụ khoa trưởng từ năm 1957 cho đến năm 1967. Ông cũng là giáo sư giảng dạy tại trường chính trị kinh doanh Đà Lạt và quốc gia hành chính. Ông được xem là người đã đóng góp quan trọng trong việc đào tạo các chuyên viên kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Những sinh viên xuất thân từ trường Đại học Luật Khoa, Học viện Quốc gia Hành chánh và Chính trị Kinh doanh. Ông là đồng tác giả của phúc trình Lilienthal Vũ Quốc Thúc được hoàn tất năm 1969. Đây là một kế hoạch phát triển kinh tế miền Nam thời hậu chiến do chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đề ra. Kế hoạch này được dự trù sẽ thực hiện cho 10 năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Sau khi Cộng sản bắt Việt cưỡng chiếm Việt Nam, giáo sư Vũ Quốc Thúc sang định cư tại Pháp năm 1978, được bổ nhiệm làm giáo sư dạy kinh tế tại Đại học Princeton kể từ năm 1978 cho đến ngày ông về hưu năm 1988. Trong 2 năm 2009 và 2010, giáo sư Thúc cho xuất bản bộ hồi ký Thời đại của tôi gồm 2 quyển, nhìn lại 100 năm lịch sử dài 400 trang và đời tôi trải qua các thời điểm dài 700 trang. Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng môn vừa qua, ngày 12 tháng 4 năm 2012, giáo sư Vũ Quốc Thúc rửa tội theo nghi thức Công giáo Roma với tên thánh Gioan Phaolô. Ngày 22 tháng 11 năm 2021, giáo sư Vũ Quốc Thúc qua đời tại Paris, Pháp Quốc, trong niềm tiếc thương của mọi người. Giáo sư Vũ Thúc là vị thầy khả kính và được sự yêu mến của nhiều thế hệ sinh viên luật khoa, sinh viên quốc gia hành chánh thời chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông vẫn luôn luôn được xem là sao bắt đầu của ngành luật học Việt Nam. Xin mọi người trong chúng ta tiếp lời cầu nguyện cho linh hồn giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc được về hưởng nhan Thánh Chúa trên nước thiên đàng. Xin cảm ơn quý vị. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đang trong những ngày đầu năm dương lịch. Dù chúng ta có niềm tin tôn giáo nào đi nữa thì có lẽ cũng có vài điều kiêng cữ tự nhiên, không phải dị đoan nhưng mà cũng phải kiêng cữ. Chẳng hạn như có những người chúng ta không nên gặp trong năm, chẳng hạn như gặp bác sĩ, tại vì không khỏe mới đi gặp bác sĩ, hay là luật sư. Ít có ai mà đi gặp luật sư mà hỏi khỏe không, phải không khỏe mới đi gặp luật sư. Nhưng mà cũng phải coi chúng ta gặp bác sĩ hay là luật sư ở đâu, cái địa điểm nào. Tại vì nếu mà gặp bác sĩ ở bàn tiệc thì khỏe, mà gặp bác sĩ ở phòng mạch thì mệt. Gặp luật sư ở sân tennis thì khỏe, còn gặp luật sư ở tòa án thì mệt. Cũng như có người công giáo đó, mà gặp ông cha nhà thờ thì ổn, chứ gặp ông cha mà vào thăm ở nhà thương thì bất ổn. Thì sáng hôm nay tôi coi cái danh sách các khách mời tới dự cái thánh lễ theo nghi thức Công giáo cầu nguyện cho cố giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc, thì tôi thấy có thẩm phán, luật sư, rồi tổng trưởng, rồi nhà báo, trí thức, nhiều bậc cao niên trưởng thượng. Nhưng mà chúng ta gặp ở một ngôi giáo đường thành ra ổn. Tuy không được Tây Bắc mặt mừng vì đại dịch, nhưng mà tất cả đều là chỗ thương quen. Thì trước tiên tôi xin cảm ơn ban tổ chức thánh lễ, cầu cho linh hồn cố giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc đã mời tôi chủ tế cũng như chia sẻ trong thánh lễ này. Quý vị đã đưa đẩy một người hậu thế không biết người quá cố thành một phần trong đại gia đình học trò của ông, đang quy tụ nơi ngôi giáo đường này để cầu nguyện, để bày tỏ lòng biết ơn và để vinh danh ông. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức. Tiếp theo tôi xin chào đón tất cả quý vị không phải là những tín hữu Công giáo, nhưng vì lòng kính trọng và thương tiếc bậc thầy đáng kính nên đã vượt qua những lo ngại về lây nhiễm dịch bệnh để đến ngôi giáo đường Công giáo sáng hôm nay để tham dự thánh lễ cầu cho. Tôi xin có vài điều tản mạn theo gọi là một linh mục Công giáo thì nói theo cái hướng về niềm tin. Thành ra tôi xin có vài điều tản mạn để nói về cố giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc. Thứ nhất, tại sao chúng ta quy tụ sáng hôm nay nơi đây? Sự thường đó thì một sinh viên học xong tốt nghiệp thì ra trường, thầy sẽ ở lại tiếp tục dạy các lớp tiếp nối, còn trò thì dấn thân vào đời. Thế nhưng văn hóa Việt Nam thì dạy khác, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Cho nên không có chuyện của quá khứ, mà những ký ức của hôm qua đang trở thành hiện tại. Đó là tình nghĩa thầy trò. Hơn nữa, các học trò của giáo sư Vũ Quốc Thúc, tôi tin rằng thực ra cũng là những người sống vì dân tộc. Họ là những người hơn 50 năm trước là tương lai của một miền Nam Việt Nam đầy hứa hẹn, dù bối cảnh lúc đó đang trong chiến tranh. Nên hôm nay quý vị đến đây tưởng nhớ người thầy đã sống vì dân tộc, thì rõ ràng rằng vị thầy này tuy đã khuất nhưng vẫn còn hơi lửa để quy tụ các học trò lại vì một lý tưởng chung. Cái tản mạn thứ hai là Thiên Chúa viết thẳng bằng những đường cong. Sài Gòn tuy không lớn về diện tích so với các thành phố lớn khác trên thế giới như New York, San Francisco, Tokyo, Paris, nhưng không phải dễ đi tìm những cái địa điểm ở bối cảnh sau khi Sài Gòn thất thủ. Trong chế độ mới, mọi người đi lại khó khăn, nguy hiểm, nhất là tới những nơi thờ tự. Vậy tại sao cố giáo sư Vũ Quốc Thúc sau năm 1975 ông biết đường tới nhà thờ Fatima Bình Triệu? Báo chí sau năm 1975 được kiểm soát bởi nhà nước có đăng quảng cáo cái địa chỉ ở đó không? Mà ông biết ông tìm tới? Chắc chắn là không. Vậy tại sao ông tới được? Thì phải chăng là ông phải biết nơi đó, và có thể rằng ông đã từng tới nơi đó. Ông biết một cái địa chỉ Công giáo vì ông đã dừng chân gặp gỡ những người Công giáo rồi. Trong đó đơn cử chẳng hạn như cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi sau tới thời Đệ Nhị Cộng Hòa là cố Tổng thống Nguyễn Văn Hiệu. Còn trong môi trường giáo dục thì ông làm việc chung với lại những linh mục ở Viện Đại học Đà Lạt, chẳng hạn như cha viện trưởng Đại học Đà Lạt Trần Văn Thiện, sau này ngài làm giám mục Mỹ Tho, rồi cha Simon Nguyễn Văn Lộc, rồi cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Lý. Và không những chỉ là những bậc vị vọng trong giáo hội Công giáo, mà cố giáo sư Vũ Quốc Thúc còn gặp gỡ những người Công giáo là những người bạn học hay là học trò, và những người đó có vai trò dẫn ông tới với Chúa. Trong đó có cố Thủ tướng Raymond Aron, ông làm Thủ tướng Pháp vào năm 1976 cho tới năm 1981, và ông là một tín hữu Công giáo, và ông là bạn học thời sinh viên với cố giáo sư Vũ Quốc Thúc. Và chính ông là người mà Đức Mẹ đã dùng để can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam cho gia đình giáo sư Thúc sang Pháp tị nạn. Rồi còn có người học trò của ông là giáo sư Lê Đình Thâu, sau này làm bỏ đỡ đầu cho khi ông chịu phép thánh tẩy tại giáo xứ Việt Nam ở Paris vào năm 2012. Chính cố giáo sư Tân Tòng Gioan Phaolô đã từng chia sẻ sau khi chịu phép thánh tẩy rằng trong việc đi tìm Chúa, người mà tôi phải cảm tạ vô cùng, rất đặc biệt là giáo sư Lê Đình Thâu. Anh Lê Đình Thâu quả thực đã giúp tôi rất nhiều. Có lẽ đã cả chục năm tôi đã tâm sự với anh về bao nhiêu những vấn đề đã khiến tôi phải trăn trở. Và khi tôi nói đến chuyện trăn trở của tôi về cõi thiên liêng, thì chính anh đã có những tâm tình làm tôi cảm động. Cho nên chúng ta thấy đừng coi thường những mối quan hệ xã hội. Giới kinh doanh thường nói rằng người Do Thái họ giỏi, họ thành công không phải chỉ nhờ tiền bạc và tư duy mà còn những mối quan hệ. Cho nên những con người chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay có thể những đưa chúng ta đến một cái con đường nào đó của ngày mai, và chính họ cũng có thể những đưa chúng ta đến với Thượng Đế. Ở tuổi 92, giáo sư Vũ Quốc Thúc mới gia nhập Giáo hội Công giáo, nhưng có lẽ ông đã gặp Chúa lâu rồi qua những người biết và tin Chúa. Chúa dùng họ làm những điểm hẹn để Chúa gặp ông. Cái đẳng mạng kế tiếp là quyền lợi của người Công giáo đầy đủ. Ở Mỹ này lương hưu trí quan trọng, nhưng có làm mới có lương, mới có lương hưu. Các linh mục Công giáo cũng vậy, không phải như ở Việt Nam. Các linh mục Công giáo đây cũng có lương, tuy rằng dưới cái minimum wage nhưng mà cũng có lương, và nhờ cái lương đó sau khi là một vụ tròn 32 năm thì được lãnh tròn lương hưu, còn làm ít thì lãnh lương hưu ít. Nhưng mà đối với người Kitô hữu đó thì người vào làm vườn nho giờ thứ nhất và người làm vườn nho giờ thứ 11 lãnh lương y chang, quyền lợi giống nhau. Cho nên cố giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc là người thợ và làm vườn nho giờ thứ 11, nhưng mà ông lãnh lương cũng như các cụ ông, cụ bà đã gia nhập Giáo hội Công giáo 80-90 năm trước ông. Vì sao có cái chuyện thiếu vẻ công bằng đó? Là vì trong mắt Thiên Chúa, công bằng là yêu thương đồng đều. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Trước mặt Thiên Chúa không có ai lớn hơn, không có ai nhỏ hơn, không có ai cao hơn, không có ai kém hơn. Và quyền lợi mà như bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc và những người tín hữu đó là gì? Là trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, và thầy đi dọn những cái chỗ ở đó cho anh em. Và khi thầy đã đi và dọn chỗ cho anh em rồi thì thầy sẽ trở lại để đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó, và thầy đi đâu thì anh em biết được rồi. Và chúng ta hãy lưu ý cái câu mà thầy đi đâu và các con biết được rồi. Chúa nói như thể các môn đệ đã biết đường. Thì ra không phải là con đường mà là chính Chúa. Chúa Giêsu không chỉ biết đường mà chính Chúa là con đường. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên những ai tin nhận vào Chúa và đi theo Chúa là đã biết con đường, và con đường đó dẫn về quê trời. Cái tảng mạng tiếp theo tôi xin chia sẻ là chúng ta dành thời gian cho Chúa hay Chúa dành thời gian cho chúng ta. Sự thường những người Công giáo thường hay khuyên nhủ nhau, nhất là con cái trong gia đình, hãy ráng đến nhà thờ và thành dành thời gian cho Chúa. Nhưng ít ai nghĩ ra là Chúa đang dành thời gian cho họ. Lý do tại sao Chúa làm vậy? Lễ Giáng sinh chúng ta cũng còn 1-2 ngày nữa là kết thúc cái mùa Giáng sinh. Thì chúng ta cũng là lễ Giáng sinh là lễ nhân trình mừng Thiên Chúa xuống thế làm người. Tại sao một Thiên Chúa lại muốn ngụ giữa nhân loại? Tại sao Chúa gọi hết người này đến người nọ vào làm vườn nho của Chúa? Trở đến cũng được. Tại sao Chúa gọi giáo sư Vũ Quốc Thúc vào làm vườn nho ở tuổi 92? Tuổi mà người ta cho là mất sức lao động. Sự thường thì con người dành thời gian cho nhau khi hợp tác làm ăn, tìm kiếm những cơ hội. Còn nếu mà không phải vậy thì vì cái lý do gì mà người ta dành thời gian cho nhau? Thì chỉ là vì lý do vì yêu. Cho nên Chúa xuống thế làm người. Cho nên Chúa bỏ ngai vàng xin cho máng cỏ. Cho nên Chúa đi tìm chiên lạc. Tất cả vì một Thiên Chúa yêu thương loài người. Trong đó có người Kitô hữu tân tòng Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc. Tặng bài kế tiếp là chúng ta sinh rồi mới sống hay sống rồi mới sinh? Chắc chắn câu trả lời sẽ là sinh ra rồi mới sống. Tại vì sự thường là như vậy. Người ta sinh ra rồi mới sống, cái là chuyện thường tình. Còn sống rồi mới sinh, đó là chuyện của giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc. Tại sao tôi nói vậy? Có một đứng bậc trong giáo hội Công giáo mà không ai không biết. Ngài đang trong tiến trình được phong thánh, đó là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài có một bài thơ trong sách Đường Hy Vọng mà Ngài viết trong cảnh bị quản thúc tù ngục vào cuối năm 1975 ở Thiên Long, Nha Trang. Bài thơ có tựa đề là Con có một tổ quốc mà nhiều người trong chúng ta đã nghe. Tiếng chuông ngân chào Việt Nam cầu nguyện, tiếng chuông não nùng Việt Nam buồn thảm, tiếng chuông vang lừng Việt Nam khởi hoàng, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con hạnh diện, con vui sướng, con yêu non sông Gấm Vóc, con yêu lịch sử Việt Nam, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. Con phục vụ hết tâm hồn, con trung thành hết nhiệt huyết, con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc. Vui niềm vui của đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, hội thánh bảo con, cha mang dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Nhiều người chúng ta đã đọc qua cái bài thơ này. Và có ai lưu ý rằng nguyên cả một cái bài thơ này là một chứng từ của một người sống tin mừng không? Cố giáo sư Vũ Quốc Thúc tuy là nhận bí tích thánh tẩy ở tuổi cửu tuần, nhưng mà ông đã sống con người mới của tin mừng từ 90 năm trước đó rồi. Ông yêu quê hương, ông trải qua những thăng trầm với quê hương, ông hãnh diện với quê hương, ông dốc tâm phục vụ quê hương, ông buồn vui với dân tộc. Ông có một tổ quốc, cho nên mới nói rằng ông sống rồi ông mới sinh. Và cái tản mạng kế tiếp là ông được hai ơn đặc biệt của Đức Mẹ. Có rất nhiều người Công giáo, ngoài Công giáo, khi gặp khốn khó thì chạy đến cầu xin Đức Mẹ và được Đức Mẹ nhận lời. Cho nên có nhiều người họ nói vui rằng dường như muốn được Đức Mẹ nhận lời đó phải là người không Công giáo, sau đó thì được Đức Mẹ chú ý. Còn trong trường hợp của cố giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc thì năm 1976, như các bài chia sẻ, tôi có đọc bài chia sẻ của chú Nguyễn Văn Bình, thì năm 1976 ông có chạy đến khấn xin Đức Mẹ Fatima tại Bình Triệu, xin Đức Mẹ giúp gia đình ông tìm được đường đến bến bờ tự do. Ông nguyện sau đó sẽ đem tất cả những năm còn lại trong đời để tranh đấu cho một dân tộc và tranh đấu cho tôn giáo. Người ta được ơn thì người ta nguyện sẽ làm điều này điều nọ. Nhưng mà đối với cố giáo sư Vũ Quốc Thúc thì con đường mà ông hứa với Đức Mẹ đâu có gì là mới mẻ, vì nó đã là con đường dài mà ông đã theo đuổi rồi. Thành thử ra khi Đức Mẹ ban một ơn cho gia đình ông là thoát ra khỏi nước, thì Đức Mẹ lại ban thêm một cái ơn khác cho ông. Ơn đó chính là cái tâm trạng bình an đi theo cái lý tưởng mà ông đã đi theo. Như thế Đức Mẹ muốn nhắn nhủ với ông điều gì? Là tốt lắm, con làm tiếp đi. Chứ nếu việc gì mà không đẹp lòng Chúa, không đẹp lòng Đức Mẹ thì ắt sẽ gặp nhiều điều trắc trở. Thành ra khi mà ông được tới Pháp tị nạn thì đó cũng là bảo chứng để Đức Mẹ nói với ông rằng yên tâm, vì ông đã đi đúng đường. Và cái tấm bằng cuối cùng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị sáng hôm nay, đó là chúng ta đang quy tụ nơi đây để kể về một cái chuyện tình trăm năm. Chúng ta đang tụ họp nơi đây để tưởng nhớ một cái cây đại thụ của giới luật gia và kinh tế gia, một người sống cho quê hương, sống cho dân tộc. Một người được Chúa ban cho sống thượng thọ trong tuổi. Và đó là chúng ta đang kể về một cái câu chuyện trong năm đó. Đoạn kết của câu chuyện của cuộc đời ông là gì? Thánh Phaolô ở cuối đời đã biết được cái câu này: tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến cao đẹp, tôi chạy hết chặng đường và tôi đã giữ vững đức tin. Cố giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc đã đấu trong một trận đấu cao đẹp. Ông đã chạy hết chặng đường dài trong năm. Nhưng điều mà chúng ta thấy đẹp nhất chính là câu chuyện của một tình yêu. Một chuyện tình trăm năm giữa một Thiên Chúa đi tìm con người và giữa con người đi tìm Thiên Chúa. Nay, cố giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc, ông không những đã gặp Chúa, ông còn được Chúa dẫn về đến bên bờ bình an. Ta là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các tu sĩ nam nữ và mọi giáo dân trong hội thánh luôn hăng hái nhiệt thành để loan báo mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh. Ngài đã xuống trần, sống như con người và chết như con người, nhưng Ngài đã sống lại hiển vinh, và đó là nguồn hy vọng cho toàn thể nhân loại trên thế giới này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Tôi đã thấy trời mới, đất mới. Đó là lời Thánh Gioan sau khi được thị kiến nước thiên đàng. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta đang tưởng nhớ về vị giáo sư đáng kính của chúng ta là giáo sư Vũ Quốc Thúc, vừa từ giã thế gian để về quê hương mới. Trước đây, Ngài đã dạy dỗ cả một thế hệ trẻ của Việt Nam Cộng Hòa được thành danh và trở nên người hữu dụng cho xã hội và đặc biệt cho quê hương Việt Nam. Trong những ngày cuối đời, Thầy khả kính của chúng ta đã xin gia nhập đạo Công giáo. Vậy, chúng ta cùng cầu xin Chúa qua sự bầu cử của Thánh nữ Maria đón nhận linh hồn Gioan Phaolô về an hưởng bên Chúa, nơi trời mới, đất mới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thầy cô, đặc biệt là linh hồn Maria Đặng Thị Tám, nguyên giáo sư Đại học Luật khoa Cần Thơ, vừa qua đời ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Việt Nam, và các bạn đồng môn của chúng ta tại ba trường Đại học Luật khoa Huế, Sài Gòn và Cần Thơ đã từ giã thế gian này trước chúng ta để được vui sống muôn đời nơi vĩnh hằng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu anh em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong đại gia đình Luật khoa và trong xã hội chúng ta luôn ý thức sống theo gương bác ái của Chúa, vượt qua mọi kỳ thị, thành kiến để góp phần xây dựng một xã hội và công đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa đem lời chúng con. Lời Chúa xin cho lời cầu nguyện của chúng con đem lại lợi ích cho tất cả các tín hữu. Xin Chúa thương giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi và ban cho họ được tham dự vào ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. linh hồn Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc đã lìa cõi thế. Xưa Chúa đã lấy nước mà thánh tẩy linh hồn Gioan Phaolô, nay giờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa. Xin mở lòng khoan dung thánh tẩy linh hồn Gioan Phaolô sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng, phải đò và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì mặc dầu chúng con đã phải chết, nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi chúng con đã chết vì tội lỗi và được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Chúa Kitô, chúng con được kêu gọi hưởng sự sống với Người. Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trường giang hạt ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô quy lên Chúa rằng: Hãy thân thân Chúa là Thiên Chúa ban đạo mình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Châu cầu đang ngừng lên trời linh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Kính thưa quý cha, quan khách và đồng môn, đáng lẽ chúng ta có một buổi họp viên hội trường, trong đó sẽ có 5 bài nói quan trọng về giáo sư Thúc. Tuy nhiên thì cái tình trạng virus lây lan quá mạnh là chúng ta phải hủy bỏ cái buổi đó. Tuy nhiên có một cái buổi, cái bài nói chuyện rất quan trọng của một vị giáo sư cả kính của chúng ta, giáo sư Nguyễn Văn Canh. Thì tuy là giáo sư không đến được, nhưng mà đã gửi một người cháu cũng là đệ tử luật của giáo sư, là luật sư Nguyễn Bick, đến để đọc bài chia sẻ của giáo sư. Xin mời luật sư Nguyễn Bick ạ. Tôi được gửi 5 bài truy điệu giáo sư Vũ Quốc Thúc do giáo sư Nguyễn Văn Canh, phó khoa trưởng Học luật Sài Gòn soạn. Thưa quý linh mục chủ lễ, thưa quý quan khách và các anh chị, tôi đại diện các giáo sư luật khoa Việt Nam, đặc biệt là giáo sư Học luật Sài Gòn, tham dự buổi thánh lễ này để cầu nguyện Thiên Chúa ban hồng ân cho linh hồn Thúc đón lên thiên đàng. Tới đó giáo sư Thúc được an nghỉ và không còn vương vấn bụi bặm về trần thế. Thưa các quý vị, nhân dịp này tôi muốn ngỏ đôi lời về giáo sư Vũ Quốc Thúc để vinh danh ông, một con người đã hiến dân chọn đời cho dân tộc, công lao của ông rất to lớn. Thứ nhất, đào tạo một lực lượng chuyên viên để đáp ứng với tình thế nước Việt đang chuyển mình từ chế độ thực dân Pháp sang nền dân chủ pháp trị. Giáo sư Thúc là người tiên phong cùng với một số vị khác đã thành công thực hiện công tác khởi đầu quan trọng này. Nhiều thế chuyên viên tiếp tục ra đời từ 1950 cho đến 1975. Người ta thấy họ có mặt khắp nơi trong các cơ quan thuộc hành pháp, lập pháp, tư pháp. Ở đây tôi nhấn mạnh đến hệ thống toán của một luật sư đoàn của Ngọc hoạt động bên cạnh. Những người này đã góp phần vào việc bảo vệ và phát huy nền dân chủ pháp trị còn non trẻ mới sinh ra đời của Việt Nam Cộng Hòa. Họ chứng tỏ là những người có đủ kiến thức, chuyên môn và tài giỏi giúp cho chế độ pháp trị được nghiêm minh, điều hành hữu hiệu và đảm bảo đầy đủ sự an ninh toàn pháp lý cho công dân. Thứ hai, giáo sư Thúc có một viễn kiến lớn đáng được ghi nhận, đó là kế hoạch kinh tế hậu chiến Stanley Vũ Quốc Thúc. Chiến tranh xích hóa miền Nam do Liên Xô và Tàu Cộng chủ động. Đây là cuộc chiến khuynh đảo do tay sai mà bàn thực hiện. Công tác chính yếu của cuộc chiến là phá hủy toàn diện Việt Nam Cộng Hòa, tiêu diệt nhân sự cũng như các hạ tầng cơ sở. Từ năm 1961, người ta đã chuẩn bị công cuộc tái kiến thiết Việt Nam Cộng Hòa để xây dựng lại đất nước. Giáo sư Thúc và giáo sư Stanley của Đại học Stanford chỉ đạo dự án tái kiến thiết này. Giáo sư Stanley tuy là người ngoại quốc có uy tín nhưng chỉ đóng vai trò ẩn trọng, quan niệm và sát lược để do giáo sư Thúc phát hoạt. Những người thi hành là toán chuyên viên tốt nghiệp Đại học Luật Sài Gòn và giáo sư kinh tế Mai Văn Lễ là người chỉ huy. Một bản kiểm kê đầy đủ và công phu để kê tài nguyên, nhân lực và những gì Việt Nam có, và phát hoạt những gì cần phải làm sau khi chiến tranh chấm dứt, và một kế hoạch chuẩn bị cho các dự án phát triển tương lai để Việt Nam trở thành một đại cường quốc. Có lần trả lời một câu hỏi của tôi về chuyển giao các kỹ thuật tân tiến trong kế hoạch phát triển kỹ thuật đại quy mô và không vi phạm tác quyền, giáo sư Thúc trả lời: chìa khóa trao tay. Tôi rất tán thưởng ý tưởng này. Thứ ba, giáo sư Thúc có cái dũng của người trí thức. Ông đến Pháp năm 1978, ngay sau đó ông đã tích cực vận động cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Ông đã kịch lịch bác bỏ mọi đề nghị hợp tác với chế độ cộng sản, kể cả áp lực đối với giáo sư Vũ Quốc Thúc là người anh của ông. Nói tóm lại, giáo sư Vũ Quốc Thúc là một trí thức Việt Nam có công với quốc gia, là một kẻ sĩ có cái dũng, đúng theo truyền thống dân tộc, không bị lật đổ, mua chuộc và không chịu khuất phục trước mọi quyền, thật là đáng quý. Kính thưa quý cha Lê Trung Tứ, cha Nguyễn Đình Đệ và cha Nguyễn Duy Tân đã dân thánh lễ ngày hôm nay, và đặc biệt chúng con ở dưới nghe được bài giảng của cha Lê Trung Tứ, phải nói rằng rất là hồn biện và rất là hay. Có thể nói rằng nếu mà cha đang hòa ở Việt Nam trước đây, chắc chắn là thầy cha sẽ thắng tiền, không bao giờ thua tiền. Xin các quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ca đoàn thánh gia hôm nay mặc đồng phục áo giải tím và ca những bài thánh ca và những bài ca về tình thầy trò rất là hay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng tôi cảm ơn tất cả những vị hiện diện ở đây. Chúng tôi thấy có Tổng trưởng Nguyễn Đức Cương, một số các vị cùng thẩm phán, cùng luật sư và các đồng môn luật khoa và thương hữu đã đến đây vì lòng ghi ơn thầy Vũ Quốc Thúc và để cầu nguyện cho thầy được về Đức Thiên Đàng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Lê Đình Bì là cơ quan truyền thông Việt TV, anh Bùi Hải và anh Thái Đạo đã đến quay phim cái buổi lễ này, và anh Bùi Cang lo chụp hình cho buổi lễ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Sở dĩ chúng ta cứ đến đây để dự cái buổi lễ ngày hôm nay đã bày tỏ cái tình thầy trò của mình, các môn sinh nhớ đến công ơn và dâng chảy đổ của đối vị giáo sư đáng kính là giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc. Nói đến đức thầy, ý nghĩa của thầy chúng ta đã nói, đã nhớ trong kinh thánh. Các môn đệ gọi Chúa Giêsu là thầy, và khi Chúa chết đi sống lại, Chúa hiện ra những các môn đệ và Chúa phà hơi vào các môn đệ bình an cho các con. Cũng thế, trong ca dao Việt Nam nhớ đến thầy đã nói có câu: con ơi xin nhớ lời này, công cha nghĩ mẹ ơn thầy chớ quên. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cha mẹ sanh ra cho chúng ta cho cuộc sống, những các vị thầy đã cho chúng ta một kiến thức và chúng ta tăng giúp cho cuộc sống chúng ta được tốt đẹp hơn. Do đó tình thầy trò có một mối liên hệ tình cảm rất là sâu xa, khăng khít. Tôi tin rằng linh hồn của giáo sư Vũ Quốc Thúc khi xem qua được cái thánh lễ này, thầy sẽ mỉm cười và rất là cảm kích việc làm đầy ý nghĩa các môn sinh của thầy. Cũng như Chúa Giêsu ra đi, Chúa không bao giờ quên các môn đệ, cũng như quên các nhân loại, con người. Thầy cũng thế, con mong rằng thầy sẽ đi Đức Thiên Đàng. Thầy cầu xin Đức Mẹ Maria và cầu xin Chúa Giêsu ban ơn lành và cầu bảo cho các môn sinh của Thầy để theo đúng con đường của Thầy đã vạch ra. Và lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Vừa nghe bài chia sẻ của giáo sư Nguyễn Văn Canh về của giáo sư Vũ Quốc Thúc, thì trong đó có một cái điều mà giáo sư Canh có nhắc tới, đó là kế hoạch kinh tế thời hậu chiến Stanley Thúc. Thì chắc nhiều người trong quý vị đã đọc, nhưng mà tôi chưa đọc, nhưng mà tôi nghe nó rất khoái. Là thì năm 1961 là thời chiến tranh mà đã nghĩ tới thời hậu chiến rồi. Là tôi liên tưởng tới cái bài sau cơn mê sống hy vọng khi mà hết chiến tranh rồi sẽ làm gì về tới làng vân vân. Thì cố giáo sư Vũ Quốc Thúc, ông đã làm được một cái việc là nghĩ tới thời hậu chiến, một cái Việt Nam sẽ phú cường như thế nào. Thì rõ ràng rằng tới ngày hôm nay khi ông nằm xuống, ông về với Chúa thì giấc mơ đó chưa trọn. Thì chúng ta cũng cầu nguyện và chúng ta cũng xin ông ở trên quê trời cũng phù hộ cho đất nước Việt Nam, phù hộ cho các thế hệ trẻ, những người có lòng với dân tộc, với quê hương, thì sẽ làm sao để giấc mơ của ông được trọn vẹn để Việt Nam sau này được phát triển tốt đẹp. Cho nên cái sứ mạng của ông tuy là về với Chúa nhưng cũng chưa chấm dứt. Ông có một cái sứ mạng mới là khi về với Chúa rồi thì phù hộ cho đất nước Việt Nam, cho những thế hệ trẻ có lòng với dân tộc, với quê hương. Chúng ta cùng đứng. Tôi xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả. Hôm nay là ngày lễ tưởng niệm cầu nguyện cho linh hồn giáo sư Gioan Phaolô Vũ Quốc Thúc. Và giờ phút này là sau khi chúng tôi đã tham dự xong buổi lễ tưởng niệm, và tôi được hân hạnh để nói một đôi lời cảm nghĩ sau buổi lễ tưởng niệm hôm nay. Thực sự khi nói về giáo sư Vũ Quốc Thúc thì tôi được học giáo sư năm tôi 19 tuổi. Và năm nay thì tôi 82 tuổi. Và cái thời mà chúng tôi học giáo sư Thúc ở trường Đại học Luật Khoa Sài Gòn thì khi đó mỗi lớp chỉ có mấy chục người, và hầu như các giáo sư đều biết mặt tất cả các sinh viên và biết tên. Và khi chúng tôi qua các kỳ thi vấn đáp thì chúng tôi phải ngồi trực diện với giáo sư để giáo sư hỏi và chúng tôi trả lời. Đó là một cái buổi thi vấn đáp thực sự, chứ không phải như sau này là mặc dù thi vấn đáp nhưng mà các sinh viên đều trả lời bằng viết. Thì đó là một cái kỷ niệm về giáo sư Vũ Quốc Thúc. Và mỗi một cuộc thi vấn đáp như thế, chúng tôi phải trải qua, phải trả lời các câu hỏi của các giáo sư khoảng nửa tiếng đồng hồ. Và có một cái kỷ niệm đặc biệt về giáo sư Thúc là khi ông hỏi thì trước nhất là nếu sinh viên nào mà trả lời được đầy đủ các câu hỏi của giáo sư thì giáo sư sẽ tiếp tục hỏi tiếp cho tới khi mà sinh viên không có thể trả lời được nữa. Tôi biết rằng là giáo sư muốn tạo một cái cảm tưởng cho các sinh viên, tức là mặc dù mình đã thuộc bài nhưng mà không phải mà trả lời được như thế là đầy đủ mà còn phải học tiếp. Đó là một trong những cái nét đặc biệt về giáo sư Thúc. Và giáo sư Thúc rất là thẳng tính. Ai không trả lời được và trả lời sai, giáo sư trả lời liền là câu hỏi trả lời này không đúng, đi về học lại. Và tôi nhớ rằng cái buổi mà một kỳ thi vấn đáp thì có một cô đã xếp ngồi chờ để thực thi trước tôi. Và khi mà giáo sư hỏi và giáo sư có những cách mà nói chuyện với sinh viên như thế, cô ấy sợ quá và cô ấy khóc, cô ấy đi về. Cô ấy nói thôi bây giờ đến lần anh ấy, tôi phải về học lại. Thế tôi nói dù cô có học lại thì chiều cô trở lại thì cô có học được cái gì đâu. Thôi cứ lên nói chuyện với giáo sư và với tất cả cái thành tâm. Đó là một cái kỷ niệm không bao giờ tôi quên được về cuộc thi vấn đáp và bày tỏ, chứng tỏ một tính tình của vị giáo sư rất thương yêu học trò và muốn khuyến khích học trò nói tất cả với tâm tình của một vị giáo sư đáng kính. Và ngày hôm nay tôi được hân hạnh ở trong ban tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho giáo sư. Chúng tôi đã phác họa ra một chương trình rất là quy mô để xứng đáng với ơn nghĩa của thầy và với danh tiếng của thầy. Nhưng mà vì để nạn dịch cho nên chúng tôi phải hạn chế. Nhưng mà qua tất cả các chương trình chúng ta đã duyệt qua thì tất cả các quý vị đã thấy là ban tổ chức một cách rất là chu đáo. Và tôi nghĩ rằng là tất cả các sinh viên trên toàn thế giới và được sẽ xem lại khung cảnh buổi lễ ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng đó là tâm tình, đó là tất cả các lòng trìu mến, không phải là của các anh em sinh viên luật khoa tại Bắc Cali, mà là phản ảnh tất cả lòng thương yêu, lòng kính trọng của thầy trên toàn thế giới. Và tất cả chúng ta, tôi biết chắc chắn là dù ở đâu, dù ở thời đại nào mà khi nói đến thầy Vũ Quốc Thúc, chúng ta đều hãnh diện là chúng ta được là học trò của thầy. Và hôm nay tôi được tham dự buổi lễ ngày hôm nay, tôi rất cảm động và tôi xin gửi lời thăm hỏi tất cả các bạn hữu, các bạn đồng môn, các bạn sinh viên luật khoa Đại học Luật khoa Huế, Sài Gòn và Cần Thơ. Hôm nay anh em chúng tôi đã tổ chức và chúng tôi đã gặp nhau, và tất cả những gì mà để thay mặt anh em để chúng ta bày tỏ lên một lòng thương mến thầy. Và nhân dịp này chúng tôi cũng xin gửi lời ưu ái phân ưu đến gia đình của giáo sư Vũ Quốc Thúc, và chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau buồn này, và chúng tôi cũng thành tâm cầu xin giáo sư được Chúa thương, ở bên cạnh Chúa, và cầu nguyện cho tất cả các môn sinh của thầy với tất cả lòng trìu mến. Và xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ để nghe những điều tôi nói. Xin cảm ơn. Tôi là luật sư Trần Hoàng Vân. Tôi được cái may mắn học với thầy Vũ Quốc Thúc vào năm thứ nhất và thứ hai ở trường luật Việt Nam. Nhờ sự dạy dỗ của thầy và nhờ cái nền giáo dục tôi đạt được từ thầy nói riêng và trường luật Việt Nam nói chung, tôi đã đem được cái kiến thức đó và sang đây tôi đã làm nghề luật sư trở lại. Tôi muốn nói một vài lời để cảm ơn thầy và cảm ơn sự dạy dỗ của thầy cũng như là tất cả các vị giáo sư trường luật ở Việt Nam. Nhờ quý thầy mà tôi có ngày hôm nay. Tôi đến đây hôm nay mặc dù là bệnh dịch nó đang rất cao nhưng mà phải đến để mà có một lời từ biệt và cảm ơn thầy. Thưa quý vị, tôi là Nguyễn Văn Bình, trưởng ban điều hành của Gia đình Luật khoa Bắc Cali và đồng thời là trưởng ban tổ chức cho thánh lễ cầu nguyện cho giáo sư Vũ Quốc Thúc. Khi chúng tôi đứng nói đây thì thánh lễ vừa tan. Phải nói rằng chúng tôi rất là vui và cảm kích buổi lễ được diễn ra khá trang trọng, đầy ý nghĩa. Từ những lời tiểu sử của luật sư Võ Dư Thượng tới bài đọc giáo dân, bài đọc của chị Dư Thị Tiến, bài đọc giáo dân của thẩm phán Trần An Bài, cũng như đặc biệt là bài giảng của linh mục Lê Trung Tứ là một bài rất là ý nghĩa và rất là hay, và đã được diễn ra số lượng quan khách đến và cộng thêm với ca đoàn có thể là gần 100 người. Đây là một niềm mà chúng tôi rất là vượt qua sự mong muốn của chúng tôi, vì cái dịch bệnh này có một số người e ngại nên đã từ chối vào phút cuối. Tuy nhiên buổi lễ đã được diễn ra khá tốt đẹp. Đối với chúng tôi khi mà tổ chức cái buổi lễ này là chúng tôi là những môn sinh của thầy Vũ Quốc Thúc. Nhân dịp này để cầu nguyện cho giáo sư Vũ Quốc Thúc và cũng bày tỏ lòng ghi ơn những công lao dạy dỗ của thầy mình. Giáo sư Thúc là một cây cổ thụ, một sao bắt đầu trong đại gia đình Luật Khoa Việt Nam. Ông đã có công đào tạo hàng chục ngàn môn sinh, gồm cả những vị giáo sư trường luật, các cụ thẩm phán, các luật sư và những người môn sinh hoành làm việc tất cả mọi ngành trong chính quyền miền Nam Việt Nam. Điều đó, ông đã để lại những cái không những về đào giáo dục, ông là một người kinh tế lỗi lạc, luôn luôn tìm nghĩ cách để phát triển đất nước. Và đồng thời, khi tham chính, ông là một chánh cách luôn đặt quyền lợi quốc gia trên hết. Qua cuộc đời tị nạn tại giáo sư tại bên Pháp, ông dù bị Cộng sản áp lực rất là nhiều, kêu gọi phải chấm dứt cuộc đấu tranh chống Cộng sản, cũng ngay cả lấy áp lực sinh mạng của ông anh của giáo sư là giáo sư Vũ Quốc Thông để mà đe dọa giáo sư không được hoạt động chống lại Cộng sản. Nhưng giáo sư Thúc, cái dũng khí của mình, dũng khí của người kẻ học, kẻ sĩ, luôn luôn ông nói tôi phải đặt giữa tình nhà và nợ nước, tôi xin chọn nợ nước. Vì thế, ngoài sự học vấn, ông đã có những cái đức tính mà làm cho môn sinh chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Ngoài ra, khi vào những cuối đời, ông được những ơn sủng đặc biệt của Đức Mẹ. Vì thế, ông đã được rời khỏi Việt Nam và sau này những lời cầu nguyện ông đều được Đức Mẹ ban ơn rất là nhiều. Đây là một sự giáo sư Thúc ra đi là sự mất mát to lớn cho đại gia đình Luật Khoa Việt Nam, và chúng tôi là những môn sinh luôn luôn kính trọng thầy. Dạ, tôi là Dương Thị Tiến, là một thành viên của gia đình Luật Khoa Bắc Cali. Tôi là sinh viên 68-72 ở trường Luật Khoa Sài Gòn. Tôi đã từng học giáo sư Thúc khi ở trong ban tổ chức đã quyết định để làm lễ tưởng niệm giáo sư. Thì chúng tôi trong cái buổi lễ này chúng tôi đã khóc rất là nhiều, tại vì chúng tôi nhớ lại cái thời mà sinh viên tôi đã được sự dạy dỗ của thầy. Chúng tôi nhớ cảm ơn thầy đã cho chúng tôi có cơ hội để mà có một công ăn việc làm vững chắc và có khả năng để mà phục vụ đất nước. Và tôi đã làm ở trong nhà pháp chế của nhà tổng thanh tra Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Dạ. Chúng không phải cùng mình tôi mà tất cả các anh chị em nào đã từng học giáo sư Thúc đều rất là quý mến cái sự hiền hòa của thầy. Dạ.